Xin chào, lại là Cây Tây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu có nên uống vitamin lúc đói hay không, những ảnh hưởng như thế nào. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, có nên uống vitamin lúc đói được không? Thì đây là một trong những cái câu hỏi mà Trang nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn gửi về, là có nên uống vitamin lúc đói được hay không? Thì các bạn cùng tìm hiểu với Trang ha. Thì rủi ro khi mà bạn uống vitamin mà khi bụng của bạn còn đói á, thì nó có thể xảy ra những cái rủi ro sau đây. Có thể khiến cho dạ dày của bạn bị tổn thương. Đau dạ dày là tác dụng phụ phổ biến nhất khi mà chúng ta uống vitamin lúc đói. Thì khi các vitamin đi qua ruột, dạ dày có thể bị kích thích nếu không có cái gì đó trong dạ dày của chúng ta lấp đầy. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách là chúng ta sẽ ăn ít nhất một bữa ăn nhẹ trước khi chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng. Chẳng hạn như là một miếng bánh mì nướng hoặc là một lát trái cây nhỏ cũng được các bạn nhé. Điều này nó có thể áp dụng đối với những người thường xuyên bỏ bữa sáng nè. Không có nghĩa là họ phải ăn một cái bữa thật lớn hoặc hoành tráng, mà chúng ta có thể ăn cái gì đó nhẹ để chúng ta lót dạ, để tránh bị cào ruột khi chúng ta sử dụng những thực phẩm chức năng trong đó có vitamin các bạn ha. Các triệu chứng về đường tiêu hóa khác. Thì bên cạnh các triệu chứng cồn cào, đau bụng thì còn có tác dụng phụ khác như là buồn nôn, nôn mửa hoặc là tiêu chảy. Thì nếu như bạn thường xuyên bổ sung vitamin á, thì có thể gây được phản ứng tác dụng như là bạn uống quá nhiều cùng một lúc khi bụng đói, thì những cái triệu chứng đó nó sẽ xuất hiện các bạn ha. Cho nên là các chuyên gia khuyên bạn là nên xem kỹ là cái bảng thành phần của những viên uống mình đang bổ sung những cái chất gì, sau đó rồi chúng ta cân nhắc việc chia nhỏ chúng để chúng ta uống, chúng ta có thể uống cùng một lúc hoặc là chúng ta chia nhỏ ra rồi chúng ta uống để tránh ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của mình. Giống như là những vitamin nhóm B các bạn ha, uống vào buổi sáng, sau đó là bổ sung vitamin C hay là sắt. Thông thường vì vitamin B bạn cứ uống khi bụng đói, đặc biệt đối với những người thiếu B12 thì để hấp thụ tối đa. Vitamin nhóm B là vitamin tan trong nước, cho nên bạn có thể uống cùng hoặc là không cùng thức ăn, hoặc là bạn có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đối với những người bị thiếu B12 á, thì nên uống khi bụng đói để hấp thụ nhanh hơn. Ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ các vitamin. Thì như Trang cũng đã đề cập, một số những cái vitamin thường là những cái loại vitamin tan trong chất béo thì cần sử dụng kèm với bữa ăn để được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta một cách tốt nhất. Thì các chuyên gia cũng khuyên là nên uống những cái vitamin tan trong dầu như là vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K từ nguồn chất béo như là quả bơ hoặc là dầu dừa. Và lưu ý là hãy nhớ rằng thực phẩm chức năng không phải là thứ duy nhất mà bạn cần có để chúng ta đưa những cái giá trị dinh dưỡng vào hàng ngày, mà hầu hết các vitamin tìm được tự nhiên trong những cái loại thực phẩm, chẳng hạn như là canxi trong các sản phẩm sữa, rau xanh hoặc là cá mòi, hoặc là sắt thì có trong thịt đỏ, các loại đậu hoặc là động vật có vỏ. Cho nên là khuyên chúng ta, nếu như bạn đảm bảo được một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ các chất và đa dạng những cái nhóm thực phẩm trong khẩu phần ăn của mình, thì bạn đã nhận được những cái giá trị về vitamin và khoáng chất rất tốt rồi các bạn nhé. Phần thứ hai, uống vitamin khi bụng đói có ảnh hưởng xấu như thế nào? Thì tất cả nó sẽ phụ thuộc vào loại vitamin của bạn đang sử dụng thôi và cách mà bạn xử lý chúng như thế nào.
thì các loại vitamin tan trong nước sẽ không sao nếu như chúng ta uống bụng đói, miễn là bạn không dùng quá nhiều cùng một lúc. Nếu như bạn đang gặp vấn đề về ở dạ dày thì một bữa ăn nhẹ vào buổi sáng như là một lát bánh mì hay là bạn ăn một cái bánh quy cũng được các bạn ha, thì nó có thể giúp cho bạn hạn chế được cái tình trạng ảnh hưởng đến dạ dày. Nếu như bạn thường xuyên bỏ bữa sáng thì hãy thử uống vitamin vào buổi tối các bạn nhé. Các vấn đề về đường tiêu hóa cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác nghiêm trọng hơn khi mà chúng ta uống vitamin lúc bụng đói. Nếu như bạn đang bị đau dạ dày và bạn uống vitamin cùng với thức ăn không giúp làm giảm tình trạng này, thì hãy cân nhắc cái việc này mà bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám, xác định vấn đề đau dạ dày của các bạn có bị viêm hay không, có bị nhiễm vi khuẩn HP hay không để chúng ta điều trị các bạn ha, để mang đến cái hiệu quả tốt nhất cho mình. Thì các bạn thấy đó, những cái ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì nó liên quan đến cái dạ dày của chúng ta khi mà chúng ta uống vitamin không đúng cách thôi. Phần thứ ba, những lưu ý khi bổ sung vitamin. Thì sau đây Trang có một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta bổ sung vitamin các bạn ha. Đầu tiên, nên ăn uống đúng cách và đủ để những cái nhóm thực phẩm đó trong cơ thể chúng ta nó sẽ tổng hợp ra nhiều cái vitamin và nó cung cấp những cái vitamin hỗ trợ cho bạn một cách tự nhiên. Chỉ sử dụng vitamin khi xét thấy cần thiết, thật sự cần thiết các bạn ha. Thứ hai, không nên dùng quá lâu một loại vitamin, vì nếu như bạn dùng quá lâu ở cái liều bình thường, nó cũng gây thiếu những cái vitamin khác. Thứ ba, đường đưa thuốc ưu tiên trong mọi trường hợp là đường uống các bạn ha. Đường tiêm chỉ dùng trong những cái trường hợp mà cơ thể của chúng ta không thể hấp thụ qua đường tiêu hóa hoặc là cơ thể của chúng ta đang bị tổn thương. Thứ tư, ngũ cốc để lâu ngày hoặc là bị mốc sẽ giảm các vitamin nhóm B có trong cái lớp vỏ cám bên ngoài đó. Rau quả úa hoặc là héo nếu như bạn bảo quản lâu nó sẽ giảm chất lượng của vitamin C. Thứ năm, vitamin C khi dùng thường xuyên, đặc biệt ở liều cao sẽ gây kích ứng dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy, loét đường tiêu hóa và sỏi thận. Thứ sáu, thời điểm uống các vitamin. Thì các vitamin bạn nên uống vào bữa ăn, có nghĩa là chúng ta uống vào bữa ăn như là đa sinh tố kết hợp với các chất khoáng như là natavit hoặc là opimin dành cho bà bầu hoặc là những người cần bổ sung sắt cho cơ thể của mình đó, renatan, B complex C. Thì những cái trường hợp này thì chúng ta nên uống cùng với bữa ăn thì sẽ tốt hơn. Các thuốc uống cách xa bữa ăn, 1 giờ trước khi ăn hay là 2 giờ sau khi ăn, chúng ta lưu ý giúp Trang ha. Thì Trang sẽ nói chậm lại để cho mọi người cùng hiểu. Thuốc chứa sắt như là amifegro hoặc là fegrovit, thì đối với những cái loại thuốc này chúng ta cần lưu ý ha. Magie B6 nè, thì chúng ta nên uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc là sau ăn 2 giờ, bạn cứ lựa chọn như thế nào là phù hợp nhất thôi. Thứ bảy, đồ ăn thức uống cần tránh, không nên dùng chung, có nghĩa là tuyệt đối không dùng chung. Thì thuốc có chứa sắt với trà, cà phê, trứng, sữa, bởi vì nếu như chúng ta dùng chung á thì sắt sẽ bị giảm hấp thu. Canxium có nghĩa là canxi đó, không dùng chung với nhiều cái loại rau có chứa oxalat như là cải bó xôi, bởi vì canxium sẽ bị giảm hấp thu các bạn nha. Thứ tám, thuốc cần tránh kết hợp với vitamin, có nghĩa là không uống những cái loại thuốc này cùng với vitamin như là vitamin nhóm B, như là vitamin B complex không kết hợp cùng với aminophiclin, vitamin C ampicillin, bởi vì vitamin C sẽ phá hủy ampicillin. Thuốc ngừa thai, vitamin C gây tăng nồng độ etinin, estradiol trong thuốc tránh thai, cho nên là có thể dẫn đến chảy máu tử cung.
thuốc sắt, thuốc chống loét dạ dày như là Maclox hoặc là Fosfalugel thì sắt sẽ bị giảm hấp thu. Penicillamine, tetracycline, kháng sinh sẽ bị giảm hấp thu. Magie B6 cộng với muối phosphat, calcium thì nó sẽ ức chế hấp thu magnesium tại ruột non. Tetracycline, uống hai loại thuốc cách nhau ít nhất 3 giờ. Thứ 9, đối với một số vitamin chứa tính chất nhân sâm thì chúng ta cũng cần phải lưu ý các bạn ha. Như là hormtamin, ginseng hoặc là phạt ma tông. Phụ nữ có thai chỉ nên uống một viên mỗi ngày. Thì tốt nhất phụ nữ có thai thì sẽ uống các vitamin theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa phụ sản á. Khi mà các bạn đi khám thai định kỳ đó thì sẽ được bác sĩ kê cho những cái loại vitamin phù hợp đối với sức khỏe, và cái liều lượng nó sẽ thích hợp đối với cơ thể của mình. Cho nên là đừng tự ý bổ sung bất kỳ các vitamin nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tốt nhất trong cái thời gian này các bạn nhé. Thì đó là một vài những cái lưu ý để cho chúng ta khi sử dụng những cái vitamin sẽ mang đến cái hiệu quả tốt nhất cho mình. Thì trong cái video này Trang nói cũng rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng tóm lại một điều rằng khi mà chúng ta uống vitamin á, nếu như bạn uống bụng đói, đối với những vitamin tan trong nước như là vitamin nhóm C, vitamin nhóm B các bạn ha, thì nó sẽ ít ảnh hưởng đối với dạ dày hơn, thì bạn có thể uống lúc bụng đói. Nhưng nhớ là uống rồi sau đó nhớ ăn sáng thì các bạn nhé. Nếu như chúng ta không kịp ăn sáng hay vội quá thì chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một cái bánh quy, một cái bánh ngọt gì đó để trong cặp rồi chúng ta ăn sau đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những người gặp vấn đề về đau dạ dày hay là viêm loét dạ dày, khi các bạn bổ sung các vitamin thì chúng ta là uống khi ăn no thì sẽ tốt hơn các bạn ha. Những trường hợp là nên uống trong bữa ăn hay là uống trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn thì Trang cũng có nêu rất rõ trong cái video này rồi. Chúng ta xem để chúng ta biết thêm, để chúng ta có kiến thức trong việc là bổ sung các vitamin cho mình. Thì hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay của Trang cũng đã một phần nào đó giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về việc uống vitamin cho cơ thể. Và tất nhiên thì Trang không đưa ra bất kỳ những cái chỉ định, những cái chuẩn đoán hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào. Và các bạn cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.